tận nơi để chuyển khoản, nhưng mà nhà vận chuyển vẫn làm lại khách hàng thì phải giải quyết như thế nào? Trước đây á, thường xuyên xảy ra tình trạng này lắm, và chính bản thân mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà gặp phải vấn đề này. Tại vì á, khi mà xảy ra sự cố này á, thì khách hàng của mình nhất họ sẽ rất là phiền lòng, vì tiền của họ thì họ thanh toán rồi nhưng mà họ không nhận được hàng hóa, nó làm chậm trễ cái quá trình cái nhu cầu sử dụng của họ cũng như là cái nhu cầu bán hàng của họ đó, thì vì đó nó sẽ khiến cho họ cảm thấy không hài lòng và bản thân cửa hàng của mình sẽ mất uy tín, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái hàng hóa nếu không được giao đi á thì bạn sẽ bị hủy đơn, mà hủy đơn hoàn về á thì bạn vừa không bán được hàng mà vừa mất những cái chi phí đầu đi đầu về. Rồi thêm nữa là nếu trong quá trình mà vận chuyển bị lạc mất như vậy á, mà bạn không có một cái cam kết nào với nhà vận chuyển hết mà hàng hóa cũng không tìm được luôn, thì có phải là bạn mất tiền không? Tại vì mất hàng là mất tiền, đúng không? Nên là những cái hậu quả xảy ra nó sẽ khiến cho mình bị thất thoát rất là nhiều, tốn kém rất là nhiều. Thế nên bạn phải lập tức khắc phục cái tình trạng này và không để cho nó xảy ra nữa nha. Và một số cách mà mình đã áp dụng để có thể khắc phục được tình trạng này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Thứ nhất, để thực hiện được cái việc là khắc phục hẳn cái tình trạng mà lạc mất hàng á, đầu tiên bạn cần phải làm đó chính là tìm một cái nhà vận chuyển thật sự uy tín, thật sự chất lượng và được nhiều người tin dùng đó, được nhiều người tin dùng sử dụng dịch vụ của họ. Tại vì khi mà họ có uy tín, họ có những cái lượng feedback tốt ở trên thị trường, được nhiều người tin dùng á, thì bạn sẽ yên tâm hơn và khi mà làm việc với họ cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái thứ hai nữa là bạn phải lựa chọn cái dịch vụ vận chuyển nào mà nó có những cái chính sách hỗ trợ cũng tốt cho cái người sử dụng dịch vụ của họ, cũng như là bạn phải ký cam kết cho những cái quyền lợi mà bạn sẽ được hưởng nếu như xảy ra sự cố, để khi mà làm việc đó, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn và họ sẽ có trách nhiệm với hàng hóa, với những cái đơn hàng, những cái vận chuyển của mình hơn đó. Thì lựa chọn nhà vận chuyển cũng là một trong những cách mà giúp cho bạn khắc phục được những tình trạng xấu xảy ra. Tiếp theo nữa thì trong cái quá trình mà bạn và khách hàng giao dịch với nhau á, đôi khi á khách hàng có thể chuyển khoản cho bạn trước, thanh toán cho bạn trước thì bạn mới giao hàng, đúng không? Thì khi mà chuyển khoản như vậy á, bạn hãy nhắc nhở khách hàng là nếu như chuyển khoản cho nhà vận chuyển thì hãy lưu lại thông tin và chứng cứ xác minh được cái việc chuyển khoản đó, thực hiện cái giao dịch đó, cũng như là khi mà bạn gửi hàng cho khách thì bạn cũng xác minh và có những cái giấy tờ đầy mặt để xác minh, để xác nhận rằng là bạn có gửi hàng và có những cái thông tin cụ thể của khách hàng ở trên đó. Thì khi xảy ra sự cố bạn mới có những cái chứng cứ xác minh để bạn có thể làm việc với họ, để bạn có thể tìm kiếm khách hàng của mình, đúng không? Đó là một trong những cách mà bạn phải thực hiện trước để khắc phục cái tình trạng lạc hàng xảy ra. Và cái thứ hai nữa là khi mà nó xảy ra rồi á thì nó cũng có những cái hướng giải quyết nó thiết thực và nó chính xác, chứ nó không có bị mông lung và bạn cũng không phải bị chịu cái hậu quả nó quá nặng nề đó. Khi mà bạn làm được điều này á thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái lợi. Thứ nhất là hàng hóa tới đúng lúc nè, hàng hóa của khách trọn vẹn đến tay khách hàng một cách nó hoàn hảo và khách sử dụng được đúng cái thời điểm, khách bán hàng đúng thời điểm, thì cái nhu cầu của khách nó sẽ trở nên nhanh hơn và sẽ quay đầu lại và mua tiếp đơn hàng tiếp theo nhanh hơn, thì nó sẽ tăng ra số khách hàng cho mình, tăng lợi nhuận cho mình. Và thứ hai nữa là nó tăng uy tín cho bạn, tại vì bạn làm việc rõ ràng rằng mà thời gian chính xác thì nó sẽ tăng uy tín cho bạn. Cái thứ ba nữa, khi mà bạn trong cái quá trình mà bạn khắc phục cái lỗi đó, bạn tìm kiếm đúng nhà vận chuyển thì bạn hợp tác với họ thì họ sẽ có những chính sách hỗ trợ ưu đãi cho bạn để bạn có những cước phí rẻ hơn. Thì đó là một trong những cách mà mình đã áp dụng để mình có thể khắc phục được cái tình trạng bị lạc khách hàng cũng như là ảnh hưởng đến khách hàng như vậy. Mình chia sẻ với các bạn thì mong các bạn sẽ áp dụng được đối với công việc của bạn. Và nếu như thấy video hay và bổ ích thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video nhiều hơn nữa nha. Sẽ mình có được tiếp tục làm những video sau. Và nhớ là dưới mỗi phần mô tả mình đều đính kèm chiếc link 500 nguồn hàng uy tín chất lượng để mọi người đến với bạn. Mình có thể lướt vào xem và tham khảo để có thể nhập hàng ở đó nếu như có nhu cầu, và nó hoàn toàn miễn phí, không mất bất kỳ chi phí nào hết. Mọi người hãy lướt vào xem thử nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.